Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì chúng tôi vừa mới mua về được một chiếc xe ở cái phân khúc crossover 5 chỗ ngồi quý vị ạ nhá, nhập khẩu nguyên chiếc ạ. Đó chính là chiếc xe Honda HR-V các bạn nhá, phiên bản 1.8 Brexit. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, nhập khẩu nguyên chiếc ạ. Đấy, phiên bản này là phiên bản Honda HR-V các bạn nhá. Đấy, phiên bản này là phiên bản Brexit, phiên bản 1.8 số tự động, phiên bản cao cấp nhất rồi quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, nhập khẩu nguyên chiếc và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký từ năm 2018. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 3 vạn km và toàn bộ cái dàn lốp này là còn nguyên bản quý bạn nhé. Lốp xưa cua còn chưa hạ cơ ạ. Đấy, rất là mới và rất là đẹp rồi quý bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản Brexit cho nên là xe được trang bị rất là nhiều option, từ động cơ 1.8 lít và hộp số tự động, nội thất da la răng đúc, kế chỉnh điện, khóa thông minh, đè nổ start the top, đèn pha bi xenon và đèn led ban ngày, đèn daylight quý bạn nhé. Đấy, và cửa sổ toàn cảnh panorama. Đấy, gương chiếu hậu được gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, toàn bộ về cái dàn lốp thì quý bạn xem đây ạ. Cái dàn lốp này là xe được sản xuất năm 2018 và đết lốp toàn bộ là 2018 luôn quý bạn xem đây ạ. Đấy, đết lốp còn nguyên nhé, cả dàn lốp này là còn nguyên vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi quý bạn ạ. Đết lốp cả dàn lốp là đều 2018 với lốp sơ cua cũng chưa hạ và còn rất là mới quý bạn nhé. Sau đây tôi sẽ cho quý vị các bạn xem này, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, nội thất ghế da cao cấp, đấy, ghế lái chỉnh điện và táp lô táp bi, đây là táp bi cánh cửa này, đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ, rất là mới đấy ạ. Nội thất da này, đây là cái tem của nhà sản xuất quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, nhập khẩu nguyên chiếc ạ. Đấy, phiên bản này là phiên bản đủ rồi các bạn nhé. Ghế da cao cấp, cửa sổ toàn cảnh panorama. Đấy, cửa sổ này là cửa sổ toàn cảnh panorama. Và nội thất từ trần xe cho đến là ghế xe đều rất là mới các bạn nhé. Vô lăng cần số này đều còn nguyên bản và rất là đẹp. Chiếc xe mới lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 668 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Honda HR-V 2018 phiên bản Brexit đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ nghe theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda HR-V này ạ. Đấy, đây là cái phần cốp sau của chiếc xe quý bạn nhé. Đấy, phần cốp sau cũng đều rất là đẹp quý bạn xem đấy ạ. Từ những cái phần nỉ trần đến những cái phần ghế da này, đến những cái phần sàn, phần nỉ sàn này đều rất đẹp quý bạn ạ. Rất là đẹp và rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, lốp xưa cua còn mới tinh chưa hạ. Lốp xưa cua còn mới tinh thì là cái đồ nghề, những cái kích này cũng còn nguyên bản hết và mới tinh luôn quý bạn nhé. Chưa dùng tí nào quý bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Đấy, rất mới và rất đẹp quý bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Đấy, một chiếc xe Honda HR-V ở cái phân khúc crossover 5 chỗ ngồi này thì những chiếc xe đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản Honda này bán cũng đang rất là tốt quý bạn nhé. Hàng năm thì những cái doanh số của những chiếc xe Honda bao giờ cũng đứng ở top đấy các bạn ạ, rất là chạy ạ, doanh số lúc nào cũng cao. Và nội thất của chiếc xe này thì rất là mới đấy ạ. Khóa thông minh, bấm tay mở cửa cả cánh cửa trước bên phụ quý vị bạn nhé. Và nội thất bên trong thì quý vị bạn thấy đấy ạ, với chiếc xe lăn bánh hơn 3 vạn km thì nó còn rất là mới, rất là đẹp. Đẹp từ táp bi cửa cho đến ghế da, đến những cái sàn. Đấy, chủ xe cũng đã trải sàn rồi ạ. Trải sàn da rồi, cho nên rất là đẹp quý bạn nhé. Với hơn 3 vạn thì quý vị bạn xem này, từ những cái phần nhựa này, những cái phần vô lăng cần số này,
Đấy, đều rất là đẹp các bạn ạ. Chiếc xe này thì cũng đã được trang bị là phanh tay điện tử rồi các bạn nhá. Đấy, đã có phanh tay điện tử rồi. Rất là mới và rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Một chiếc xe Honda HR-V nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh hơn 3 vạn km này thì màu xanh hòa bình này thì nó chạy hơn 3 vạn thì nó gọi là siêu lướt thôi quý bạn ạ. Rất là đẹp ạ. Và Honda cũng đã trang bị cho chiếc HR-V 2018 này là một cái khối động cơ xăng 1.8 lít quý bạn nhé. Và ốc cabo đây, thưa với quý vị bạn, tôi cho quý vị bạn xem về cái phần ốc cabo. Đấy, máy móc này còn nguyên và còn rất mới các bạn nhé. Chúng tôi đang cho anh em dọn rửa qua đi thôi. Chiếc xe này thì mới rồi, không cần phải dọn kỹ ạ. Không cần phải ra trung tâm spa đâu, anh em tự dọn rửa lấy để bán thôi các bạn ạ. Vì cũng chỉ có rửa qua nước lã đi là bán rồi. Cái phần động cơ này thì không cần phải dọn các bạn ạ. Rất là mới và rất là đẹp các bạn nhé. Tất cả còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết về chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản với giá chỉ 668 triệu đồng thôi quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà quan tâm thì chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy qua cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn ạ. Mm-hmm.